tình thì chắc chắn anh em bền lâu. Còn tính toán hơn thua thì mình mất nhau. Bạn cũng đúng, tôi không sai. Bạn chơi tốt, tôi đáp lại. Luật nhân quả sẽ chẳng tha cho một ai. Bạn nói tôi sang giàu rồi quên mất anh em ngày nào. Đời của chúng ta chưa từng hề giống nhau. Bạn thì sống cho riêng mình, còn tôi sống cho gia đình. Đường tôi bước, nước mắt rơi, ai nhìn thấy. Mình từ nghèo khó đi lên sang giàu, thì ta phải biết quý đồng tiền xương máu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình, bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau. Một ngày nào đó khi ta không tiền, người xem thường ta nhất chính là người thân. Khi ta trượt ngã trong cuộc đời thì mới thấy ai ở bên ta trong cuộc chơi. Ở trên nhóm hội thì có rất nhiều anh em không biết là cái bi này có thể là độ được vào pha. Còn ở trên kênh của mình thì anh em đã biết đến cái bi này gắn vào pha từ rất là lâu rồi. Hàng 2-3 năm nay rồi. Đó thì lâu lắm rồi mới có anh em lại đặt cái bi gầm này cho vào con X135. Thì bên mình hoàn thiện cho bạn ý, thì mình quay lại cho các bạn coi. Cái độ sáng của bi này khá là cao, khá là ok. Và cơ bản là cái bi này nó sẽ là bi chống nước nhé. Bạn nói tôi sang giàu rồi quên mất anh em ngày nào. Đời của chúng ta chưa từng hề giống nhau. Bạn thì sống cho riêng mình, còn tôi sống cho gia đình. Đường tôi bước, nước mắt rơi, ai nhìn thấy. Mình từ nghèo khó đi lên sang giàu, thì ta phải biết quý đồng tiền xương máu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình, bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau. Một ngày nào đó khi ta không tiền, người xem thường ta nhất chính là người thân. Khi ta trượt ngã trong cuộc đời thì mới thấy ai ở bên ta trong cuộc chơi. Phải biết quý đồng tiền xương máu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình, bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau. Một ngày nào đó khi ta không tiền, người xem thường ta nhất chính là người thân. Khi ta trượt ngã trong cuộc đời thì mới thấy ai ở bên ta trong cuộc chơi.